Út Lượng xin chào cả nhà nha cả nhà. Coi cả nhà thấy Út Lượng đang ngồi ngay chỗ mấy cái dây mướp này cả nhà. Mấy cái dây mướp mà Út Lượng không có làm vàng cho nó bò dưới đất nè. Cả nhà thấy không? Coi nó nằm dưới đất mà nó cũng có trái nè. Cả nhà thấy đẻ chưa? Cái này là mướp hương nè cả nhà. Nó thơm lắm. Mướp này mình nấu ăn cái mùi nó thơm vậy đó. Coi nè, trái đẻ chưa? Không có còn làm vàng cả nhà, nằm dưới đất mà trái không à. Coi nè. Giờ Út Lượng đi hái mấy cái trái mướp nha cả nhà. Đó, giờ mình hái mướp vô. Coi nè, cả nhà thấy đẻ không? Nè, thấy không? Cái này nó nằm dưới rôm nè. Cái này nó thơm lắm cả nhà. Thấy đẹp không cả nhà? Mình không có cần làm vàng á, nó bò dưới rôm ở dưới cỏ mà trái nè, thấy đẻ không? Đây nữa nè. Đó, cả nhà thấy không? À. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Nằm dưới đất mà cũng có trái nhiều không? Mướp này nấu canh mùng tơi với lại rau đay ăn cũng ngon lắm nè. Còn không mình xào đồ cả nhà cũng ngon. Thấy đẻ chưa? Cái này là nằm ở dưới đất nó bò tùm lum hết à cả nhà. Cái này nó nằm dưới đất mình hái phỉa khổng hơi công mình ngước ngước lên đó, ở trên vàng phải ngước. Coi nè, cái này nó còn cái bông mình nó dính vô cái đây luôn nè, nên mình phải cắt cái bông uổng chưa. Coi nè, nó dính vô cái đây nè. Đẻ à. Giờ Út Lượng về bên đây cắt nữa nè. Nãy giờ được 5 trái rồi, đẻ chưa? Đây có mấy trái nữa nè, giờ Út Lượng hái mấy trái đây nữa nè. Cái này nó cũng dính rồi nè. Dính cái bông vô, dính vô cái cuồng, cuốn. Đó, trái đây nữa nè. 6 trái rồi, thấy chưa? Ngồi dưới đất đẻ nha, ngồi dưới đất mà mình hái nhiều trái phải bắt công cho nó lên vàng. Đây nữa nè, đẻ không? 7 trái rồi đó. Để thử còn trái nào nữa nó sốt ở dưới đây không, hái luôn. Có mấy cái con nó re nữa. Đây một trái nữa nè cả nhà, đó. Đây đúng tươi xanh luôn nè. Thơm ơi là thơm. Đây nãy giờ Út Lượng hái chút xíu rồi bạn nè. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8 trái nè cả nhà. Đẻ chưa? Mướp hương siêu thơm. Mướp này là tươi, tươi đúng tươi luôn nè. Mướp này là mà giờ đang vô, mình vô ở nhà mình nấu canh ngon nè. Đẻ à. Sẵn Út Lượng que hái mấy trái khô que để nằm dưới đất hái luôn cả nhà. Mấy trái này chín á, mình không hái nó chín nè, để giống luôn. Coi nè, trái bự bự kìa, nằm dưới đất mà cả nhà thấy nó bò tùm lum nè. Nó bò tùm lum hết mà trái cái đống rồi, thấy chưa? Mấy trái dè là mình để giống luôn, khỏi mất công hái. Mấy trái khô que đang cũng nằm dưới đất nè cả nhà. Giờ thấy không, trái bự rồi. Hái luôn. Để không? Nè, cả nhà coi nè, nó bự chưa? Mấy trái này là nó dè nè, mình để chín nó mình lấy hột luôn cả nhà. Bự thù lù. Coi nè, đẻ không? Mình hái mấy trái mà bự cho mẹ vừa ăn thôi đó. Cái này mà nhồi thịt hay là ăn khổ que hở chè bông cũng ngon nè. Nấu canh cũng ngon cả nhà. Đó, xèo trứng rồi đó. Này xèo trứng nó cũng ngon nè. Giờ thấy đẻ chưa? Nằm dưới đất mà trái bự bự không nha. Đây nữa nè. Trái này trái nấy bự mập chưa? Đẻ à. Coi nè.
Thấy nó bự mà nó dài hơn, nó dài hơn cái bàn tay của mình nữa nha. Nằm dưới đất mà trái kia nè, trái nào trên đấy bự, mấy cái trái mà chín là mình đỡ giống cả nhà, mình lấy giống năm sau mình trồng tiếp đó, rồi mấy cái trái con nữa nè. Cái này là không phải làm vàng nhanh nhé, mình cho nó bò dưới đất nè, mà cả nhà thấy trái chưa đó, trái con nè, rồi cá hoa, còn hoa nữa nè, sai chưa. Mấy trái bự trái nhỏ tùm lum hết nè, đây nữa nè cả nhà, nhà thấy không, trái nhiều chưa. Em bên đây nữa nè, trái đây mình hái được nè, mấy bữa nắng nè cả nhà đó, nắng nó vàng vàng nè, thấy chưa, để chưa, mấy trái nhỏ vậy để vài bữa nó lớn hái tiếp đó, mấy trái con đây nữa nè, rồi đây nữa nè đó, thấy chưa, sai chưa. Cũng lượng trồng mấy cái trái nó sai để không, cái này vẫn ăn ngon. Mình hái mấy trái bự thôi, trái bự để giống, mấy trái bự vừa ăn được hái đó, giờ cũng lượng hái mấy cái trái đây luôn cả nhà, hái cho nó có cuốn cho nó được, coi nè bự chưa cả nhà, thấy đẻ không, không cần làm vàng, nằm giữa đất mà trái không, hái trái này luôn bự chưa, đẻ chưa, trái này hái luôn, con này cả nhà đẻ bự chưa, con này cả nhà khổ ve bự ơi bự. Đấy chưa? Bút nữa nè. Bút này bút hương nè cả nhà. Thơm chưa? Đây, nãy giờ Út lượng hái được nhiêu đây? Cả nhà thấy đẻ không? Cảm ơn cả nhà nãy giờ để xem video của Út Lượng nha. Tạm biệt, bye bye. Tạm biệt, bye bye. Chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ.